Thấy cảnh tượng kỳ dị, cô gái tìm hiểu thì phát hiện điều không ngờ tới. Sinh vật lạ đẹp như tà áo dài trên biển Phú Quý. Câu cá trên hồ, người đàn ông kinh hãi khi câu được thủy quái khổng lồ. Bước vào phòng tắm, người đàn ông phát hiện sinh vật kinh dị đen sì bám trên tường. Gò lộc vừng ngàn năm tuổi, hình con rùa, độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Trần Tiến xin kính chào quý khán thính giả của TCT. Quý vị thân mến, thế giới muôn màu muôn vẻ và luôn tồn tại những sinh vật bí ẩn và kỳ dị mà loài người chúng ta chưa khám phá hết. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một số loài sinh vật kinh dị mà bạn chưa bao giờ biết đến. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thấy cảnh tượng kỳ dị, cô gái tìm hiểu thì phát hiện điều không ngờ tới. Mới đây, một người dùng TikTok đã đăng tải một đoạn video khó tin khiến người xem không khỏi ớn lạnh. Như trong đoạn video, bạn có thể thấy một cảnh tượng kinh hoàng đã diễn ra. Một vật thể khổng lồ màu đỏ nằm trên bãi cát. Xung quanh là những cây dây leo giống như những chiếc xúc tu đang nhô ra từ trung tâm vết nứt màu đỏ rực kia. Điều đáng chú ý hơn là có những người mặc đồ bảo hộ màu vàng đang đứng xung quanh để kiểm tra. Còn những người qua đường đã dừng các hoạt động buổi sáng của họ để chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ. Một số người dân ở đây tỏ ra nghi ngờ trước sinh vật này. Ban đầu tôi nghĩ rằng một thứ gì đó khổng lồ đã trôi dạt vào bãi biển. Nhưng mà khi tôi đến gần hơn thì nhận ra đây không phải là thứ gì đó từ biển. Tôi chưa bao giờ thấy thứ gì như thế này ở đây trước đây cả, thật kinh ngạc. Ngay khi vừa chia sẻ, đoạn video đã thu hút được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó đã có người nhận ra và giải thích. Hóa ra nhân dịp phần phim ăn khách quay trở lại khuấy đảo màn ảnh nhỏ, trang phim Netflix đã chi nhiều tiền để thực hiện chiến dịch quảng bá cho bộ phim ở nhiều địa điểm nổi tiếng trên thế giới, nhằm thu hút sự quan tâm chú ý của khán giả mà thôi. Sinh vật lạ như tà áo dài trên biển Phú Quý. Mới đây, một đoạn video về một con vật kỳ lạ, thân như tà áo dài, đầu có hòn bi xuất hiện tại vùng biển Phú Quý của Bình Thuận, Việt Nam, khiến cho nhóm người dân đi biển hốt hoảng. Theo các chuyên gia, đây chính là bạch tuộc chăn hay có tên khác đáng yêu hơn là bạch tuộc cầu vồng. Sinh vật này biến đổi màu sắc một cách mê hoặc từ màu xanh pastel sang màu tím, rồi màu đỏ và cam sống động. Đoạn video cho thấy một con bạch tuộc cầu vồng đang bơi trong nước. Nó tung chiếc đuôi như chiếc chăn cầu vồng bay lơ lửng trong lòng đại dương. Những con bạch tuộc cầu vồng vươn tay ra như là những tấm vải trải dài để xua đuổi kẻ săn mồi. Và bạn biết không, nó có thể đạt cân nặng lên tới 10 kg với dải đuôi dài hơn 1,8 mét, một chiều cao đáng mơ ước. Phát hiện tam giác quỷ Bermuda tại Việt Nam. Tam giác quỷ Bermuda tại Việt Nam là cái tên đáng sợ mà người ta dùng đến để gọi một vùng đất bí ẩn tại Xím Vàng ở Bắc Yên, Sơn La. Nơi này đã xảy ra nhiều hiện tượng hút máy bay dẫn đến những câu chuyện khó giải thích được. Vào thời Pháp thuộc, đã có ít nhất 5 chiếc máy bay đã mất tích khi đi ngang vùng đất này. Đến thời chống Mỹ, nhiều máy bay tiêm kích cũng đột ngột rơi xuống một cách không xác định. Và cụ thể nhất là vào năm 2009, ly kỳ và khó hiểu hơn là chiếc máy bay Belanger. Người lái chiếc máy bay này không phải là ai khác, chính là phi công dày dặn kinh nghiệm có tên là Griuno, đã có tới 5.000 giờ bay. Trong ngành hàng không, người có số giờ bay này rất ít. Bay được từng này giờ là cả một đẳng cấp, đủ các kinh nghiệm để xử lý tình huống bất trắc
và bất an có thể coi là phức tạp nhất nếu xảy ra đột xuất với máy bay. Ấy thế nhưng không hiểu sao, khi gặp Bermuda xím vàng, người phi công giàu kinh nghiệm này cũng đã phải đầu hàng số phận và đem lại bi thương cho 5 người cùng đoàn. 10 giờ trưa, lúc thời tiết được coi là tốt nhất, máy bay đã đạt tầm cao với những thông báo hết sức an toàn về thời tiết, nhiệt độ và hướng gió. Bộ phận không lưu vẫn kiểm tra và theo dõi được máy bay khi bay vào địa phận tỉnh Hòa Bình. Nhưng chỉ nửa giờ sau thì chiếc máy bay hoàn toàn mất tín hiệu. Trung tâm kiểm soát bay của Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam đã huy động nhân lực, người giỏi vào cuộc nhưng đều không có được kết quả nào. Chiếc máy bay đã bật vô âm tín. Toàn bộ phi hành đoàn mất tích, chết không thấy xác. Theo lý giải, hầu như trước khi rơi xuống, các máy bay đều có hiện tượng cháy nổ, giống như có một áp lực từ trường xuất hiện tại nơi này. Câu cá trên hồ, người đàn ông kinh hãi khi câu được thủy quái khổng lồ. Mới đây trên mạng xã hội truyền tay nhau một đoạn video khó tin, được quay lại bởi du khách trong lúc đi câu cá trên hồ, khiến người xem nổi da gà. Cụ thể khi anh chàng này thả mồi câu xuống nước phía gần bờ, thì bất ngờ phát hiện một bóng đen khổng lồ cắn câu. Điều kỳ dị là sinh vật này còn quẫy đuôi lên cao, định kéo mồi xuống đáy hồ, khiến anh chàng sợ khiếp vía. Xem kỹ video, có thể thấy con vật có phần đầu khá giống với cá trê, với lớp da màu đen xỉ trơn nhăn. Một số người so sánh nó với quái ngư hải tượng, thậm chí cá hải tượng còn không sánh bằng nữa. Tuy nhiên, sau đó đích thân chủ nhân của video đã đính chính rằng, sau khi bình tĩnh lại và xem xét kỹ hơn, anh nhận ra đây là một con cá nheo. Vì vậy, anh đã lại gần gỡ mắc câu rồi thả nó đi. Được biết cá nheo châu Âu là một loài cá da trơn thường sống trong những hồ lớn ấm và con sông sâu, nước chảy chậm. Chúng thích trốn trong những chỗ có che chắn như là hố dưới đáy sông hay là đám cây chìm. Thế nhưng dù vẻ ngoài trông khá là hiền hòa, nhưng thực tế cá nheo châu Âu là loài cá sát thủ trong nước, rất tham lam. Chúng tham ăn đến độ có thể ngồi rình mồi ở những vùng nước nông giống như cá sấu. Đến khi những con chim đến gần, chúng sẽ há to miệng, đớp lấy rồi kéo con mồi xuống nước. Hành động này khiến chúng được mệnh danh là cá voi sát thủ nước ngọt. Bước vào phòng tắm, người đàn ông phát hiện sinh vật kinh dị đen sì bám trên tường. Theo lời kể của chủ nhân video, hôm đó khi vừa bước chân vào phòng tắm, anh đã không khỏi kinh hãi khi trông thấy trong phòng xuất hiện một mảng màu đen rậm rạp như nhúm tóc đang bám trên tường. Quá tò mò, người đàn ông đã kéo rèm sang một bên. Thứ đáng sợ kia bắt đầu lộ rõ. Hóa ra nó không chỉ giống một đám tóc rối mà còn trông giống như một con nhện, nhưng lại có nhiều chân hơn bình thường. Đoạn video ngay khi vừa được đăng tải đã nhận được không ít ý kiến trái chiều. Đa số người xem cho rằng, anh chàng này đã dùng kỹ xảo để tạo ra sinh vật kỳ lạ nhằm câu view. Hơn nữa, cách anh bình tĩnh đứng quay khiến người ta không khỏi nghi ngờ. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó một ý kiến đã đưa ra giả thuyết trái ngược với số đông. Đây có thể là một cái kén của sinh vật nào đó. Bởi trước đó cũng từng có người quay được một sinh vật tương tự như trong đoạn video. Sinh vật này được phát hiện đang bám trên góc trần nhà và trông nó lại động đậy, không ngừng như thể có thứ gì đó đang muốn phát ra. Rõ ràng, hai video trên đều có điểm chung là sinh vật nhiều chân kỳ dị. Điều này đã tạo ra một cuộc tranh cãi gay gắt không hồi kết của cộng đồng mạng. Còn theo quý vị nghĩ sao về sinh vật này? Hãy để lại ý kiến của quý vị ở phần bình luận bên dưới cho mọi người cùng được biết. Gò lộc vừng ngàn năm tuổi, hình con rùa, độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Nằm trên một gò rộng chừng 500 m², quần thể lộc vừng gồm khoảng 85 gốc nằm ở đền Gò Thờ, xã Trương Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ. Đây là quần thể lộc vừng hiếm hoi được công nhận là cây di sản Việt Nam. Người dân gọi đây là gò vừng hay gò vừng. Không có nhiều tài liệu ghi chép chính xác số tuổi của quần thể này. Tuy nhiên,
Các nhà khoa học ước tính những gốc cây này đã lên đến hơn 1.000 năm tuổi. Nhìn từ xa, gò vình giống như một con rùa có đủ các bộ phận như đầu và mai. Theo người dân sinh sống gần khu quần thể Lộc Vừng chia sẻ, nơi đây không ai dám đến phá phách hay bẻ cành, hoặc lấy những thân cây già về đốt hay sử dụng vào việc gì đó. Mọi người đều dành cho nơi này sự tôn thờ, một điều tâm linh. Giữa gò còn có một ngôi mộ cổ không bảng tên, không mái che, chỉ là một bệ gạch đã phủ rêu xanh nhuốm màu thời gian, được bao phủ bởi các gốc cây lục vừng. Tương truyền rằng đây là nơi thờ tự công chúa Ngọc Hoa, con gái thứ 7 của vua Hùng. Thế nhưng theo ghi chép của xã Trường Xá, gốc tích của ngôi mộ lại được cho là của công chúa Tiên Dung. Kỳ lạ là những cây lộc vừng này không mọc theo hướng duy nhất, mà cây thì mọc hướng bắc, cây ngả về hướng nam, cây xoay về hướng đông, hướng tây. Cây thì mọc thẳng lên trời, cây thì nghiêng nghiêng tầm trung, có cây thì đổ rạp xuống đất. Tất cả tạo nên một quần thể lộc vừng rất độc đáo hình con rùa. Không chỉ có những cây lộc vừng cổ thụ, tại Gò Vình còn có hai cây cọ cổ thụ cũng có hơn 1.000 năm tuổi. Hai cây cọ cao vút lên, lái xe ở tận quốc lộ 32 vẫn nhìn thấy ngọn. Tương truyền, có một chuông vàng được chôn dưới một trong hai gốc cọ. Chuông vàng này được chôn rất kỹ, nên có lần có người mang máy dò kim loại đến cũng không phát hiện ra. Thế nhưng, khoảng 20 năm về trước, hai cây cọ này đã bị bật gốc và chết. Theo người dân kể lại, nguyên nhân chính của việc cọ chết là do bị đào mất kho vàng chôn dưới gốc. Sau khi hai cây cọ cổ thụ bị chết, một người dân địa phương đã đóng góp và cho trồng hai cây cọ mới khác vào đúng vị trí cũ. Cho đến hiện nay, dù không rõ thực hư kho báu vàng ra sao, nhưng quần thể Gò Vừng, con rùa vẫn là địa điểm tâm linh quan trọng với người dân Phú Thọ. Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin khám phá của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Trần Tiến xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.